con, lúc ra con cũng bình thường, nó không hợp mái, nó không ra cái nguồn gen nó trội hẳn lên, anh em hiểu không? Chứ đừng nghĩ là nó ăn nhiều chiến trường là phải đúc ra con phải hay, đúng không em? Đấy là mình đừng 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 nghĩ là như thế. Tất nhiên là nó có chiến trường, có thể nó ra qua con hay thì nó vẫn ra con hay, chứ nó cái nguồn gen của nó không trội, nó đúc ra con thì không hay thì mình phải loại. Không phải con gà nào con đúc ra con cũng hay đâu. Thế là đừng 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 nghĩ như vậy, nó mình sai quan điểm của mình đi, cho tự nhiên mình lại thấy như thế, nó thành mình đặt kỳ vọng quá. Anh biết làm sao được, Phú Quảng nó còn duyên, còn sức khỏe thì còn ra thế thôi, nhưng bây giờ mình đang nuôi nó chả ai nói trước được điều gì cả, em hiểu không? Khi nào nó thực sự nó ra độ ấy thì anh em kiểu gì cũng biết mà, đúng không? Chứ anh biết làm sao được lúc nào nó ra độ được, có thể hôm nay ngày báo trạng rồi ngày mai nó còn ốm đau là chuyện bình thường, khi nào nó đá xong kết quả thì lúc ấy là có biết. Không phải tâm em ạ, đây không phải tâm mà nó là thực tế. Thứ nhất là anh không bán gà, thứ hai là anh cũng đúc gà, mà kể cả có bán thì anh cũng phải nói như vậy. Chắc chắn là có bán hay không bán nhưng anh cũng phải nói như vậy, bởi vì nó là thực tế. Cái này ai cũng nghĩ được, chả qua là anh em không nghĩ thôi. Thế bây giờ anh hỏi anh em như này, một năm hàng bao nhiêu người bán gà thì có bao nhiêu nghìn con gà ra thị trường, cả ít tiền cả nhiều tiền, đúng không? Cả vừa tiền, cả ít tiền, cả nhiều tiền. Thì một năm anh em thử nhìn thế, chỗ anh em thôi, không nói đi đâu xa lạ cả, cứ mỗi anh em nhìn một chỗ anh em có bao nhiêu con gà ăn được nhiều chiến trường, đúng không? Mình thấy đó, mình tự ngẫm ra được mà. Tất nhiên mỗi người chơi ở mức độ khác nhau, mỗi người có cái mức độ và tầm nhìn khác nhau, nên là cái này thì mình phải nhìn nhận thực tế chứ, đúng không? Thì tất nhiên con gà nó có gen, có dòng trội ấy, thì cái tỷ lệ nó đạt ra con gọi là có võ thì nó sẽ tốt hơn những con gà lẩy. Nên là tôi nói anh em rất nhiều rồi, nên là mỗi người có một cái phương thức, quan điểm khác nhau, quan điểm của mỗi người đúc gà khác nhau chứ, quan điểm của mỗi người chơi gà cũng khác nhau mà. Thì anh em cứ nghĩ là một con gà nó theo một gen à, một gen của một đời à, không phải đâu. Gãy cựa thì có gì mà chữa em, gãy cựa thì em bôi thuốc vào xanthilen cho nó khô thôi, chứ chữa gì nữa em. Nó gãy tủy rồi thì nó không mọc, nó không gãy tủy nó vẫn mọc lên mà, nó khô cựa nó lại mọc ra mà em, nó lại đùn ra mà. Nhiều có con nó gãy cả tủy, có con thì chắc là chỉ gãy vỏ thôi, thì em bôi cho nó khô nó ra mà. C1 là cái gì? Cái quan điểm của anh em C1 mới C2 mới C3 C4 là cái gì? Với anh mình ấy, chỗ nào cũng là C1 hết, đúng không? Tôi chơi đâu, cách chơi của tôi đá với khu vực của tôi, đúng không? C1 mới cả C2 cái gì? Không? Mình đá theo cách chơi của mình, C sủi cái gì mà C sủi? Mình đá ở cái tầm tiền ví dụ 5-7 triệu thì mình cứ thửa con gà tầm vài củ, mình đá mức độ ý thì mình sẽ gặp cái hàng như thế. Ví dụ người ta hàng, người ta đá nhiều tiền hơn thì người ta lại mua nhiều tiền hơn, người ta thẩm kỹ hơn, và đá nhiều tiền hơn nữa thì bắt buộc người ta cũng phải thẩm hơn nhiều nữa. Thì cái đấy thì cũng gọi là anh em gọi là nói theo cái dạng gọi là C1 theo bóng đá cho nó vui thôi em ạ. Chứ anh nói thật là anh chưa giờ đá cái bao nào quá 100 triệu, tuần 5 triệu, 3 triệu bao thôi, xê sủng gì. Mua danh thủ về đúc không ra gì, mình cũng không để đánh giá. Mình tất nhiên là nó cũng không khác gì những con gà khác cả, có con nó hợp nguồn gen, có con nó không hợp, có con nó nọ kia, có con nọ kia, đúng không? Tất nhiên có những con thì nó gen nó trội thì về nó ra con cũng tốt, nhưng có những con nó không, như tỷ lệ đạt nó 100 trên 1 đã là tốt rồi.
đúng không anh em? Thì anh em bảo giờ mẹ hàng triệu con gà, tôi không phải nói hàng nghìn nữa, hàng chục nghìn con gà, anh em thử đào thải xem được bao nhiêu con gà hay để mà nổi tiếng, để mà trường kỳ kháng chiến, đúng không anh em? Bịa chạy kiểu ra đá lưng mang con khắc lối nó, anh không biết bắt bóng, anh cứ có gà bằng dạng là anh đá chứ anh chả biết soi bóng gà nào như nào như nào cả. Anh không để ý đến gà người khác. Đã đấy, mẹ con gà của anh đang bị khò khè cả, để anh rắc cho tí thuốc đấy, nhắc đến quên, mức vừa chiều nay rắc.